phân tích nhân vật Thống Lý Bá Cha trong Vợ Chồng Am Phổ của Tô Hoài. Tố Hữu từng cho rằng cuộc đời là nơi xuất phát, cũng là nơi đi tới của văn học. Hiện thực cuộc sống luôn là mảnh đất màu mỡ phong phú mà nguồn cảm hứng của người nghệ sĩ là ngọn gió mát lành, âm ỉ, thổi vào, phản ánh thông qua tác phẩm văn học. Thiên chức cao quý của văn học, bên cạnh việc xây dựng những hình tượng hướng đến giá trị, chân thiện mỹ của cuộc sống, còn là việc vạch trần phê phán, lên án bản chất xấu xa hay những hành động chà đạp lên quyền sống, quyền hạnh phúc con người. Hình ảnh bọn phong kiến tay sai của thực dân Pháp và bè lũ bán nước trong xã hội cũ cũng là một khía cạnh để văn học soi chiếu. Nếu như trong Tắt Đèn của Ngô Tất Tố có Nghị Quế, Bước Đường Cùng của Nguyễn Công Hoan có Nghị Lại, Dòng Tố của Vũ Trọng Phụng có Nghị Hách, thì trong Vợ Chồng A Phổ, câu chuyện của những người lao động vùng cao Tây Bắc của nhà văn Tô Hoài có hình ảnh Thống Lý Bá Cha, một nhân vật phản diện, đại diện sự tàn bạo, ác độc của tay sai thực dân, chúa đất áp bức đày đọa, giam hãm con người. Mị trong tác phẩm là nạn nhân của sự đầy ải đau đớn đó. Chuyện ngắn Vợ Chồng A Phổ thấm đẫm chất hiện thực, dưới ở bút hiện thực sắc sảo của một nhà văn tài năng, cuộc sống đau thương của người dân vùng cao và hình ảnh của bọn thống trị hiện lên thật cụ thể rõ nét. Thống Lý Bá Cha trong câu chuyện là nhân vật đại diện cho chế độ cai trị độc địa, sự tàn ác vô nhân đạo của bọn tay sai thực dân, chúa đất lúc bấy giờ. Thời gian được phản ánh trong chuyện là một thời kỳ đáng nhớ của lịch sử dân tộc, thời đại mà đồng bào Tây Bắc sống tăm tối, bị áp bức bóc lột trước ngày giải phóng. Tác phẩm đã phản ánh chân thực bức tranh xã hội Tây Bắc trước ngày giải phóng. Điều này có ý nghĩa khai phá. Ở đây còn tồn tại chế độ phong kiến chúa đất với những chức sắc thống lý xéo phải, một kiểu phong kiến miền núi bạo tàn, khắc nghiệt hơn nhiều so với chế độ phong kiến miền xuôi trong văn Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan. Trước hết, Bá Cha là một người giàu có. Mở đầu câu chuyện, Tô Hoài viết: người ta thường nói, nhà Bá Cha làm thống lý, ăn của rất nhiều, đồn Tây lại cho muối về bán, giàu lắm, nhà có nhiều nương, nhiều bạc, nhiều thuốc viện nhất làng. Cách giới thiệu câu chuyện của Tô Hoài nhẹ nhàng, man mác hơi thở của cổ tích, mà Mị là nhân vật hiền từ, bị áp bức. Bá Cha là tên Tây sai, bán nước, man dợ, dã tâm. Ngay cả việc mỗi năm bố Mị phải trả một nương ngô cho nhà thống lý vì món nợ chuyển kiếp, mà ngày xưa bố Mị phải vay của bố Thống Lý Bá Cha, bây giờ cũng đủ biết hắn ta xảo trá đến nhường nào. Sự giàu sang của Bá Cha là do ăn của rất nhiều, bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, công sức của người dân bị Bá Cha nuốt trọn. Trong xã hội ấy, những người giàu đó đa phần là những người lừa lọc, gian hùng, tham lam, tàn ác. Bởi thế, ngay khi Thống Lý Bá Cha đến bảo bố Mị, cho tao đứa con gái này về làm dâu thì tao xóa hết nợ cho, Mị xót xa chối từ: bố đừng bán con cho nhà giàu. Lối sống của Bá Cha là lối sống trụy lạc, đắm chìm trong những thú vui sa đọa mà thuở ấy thực dân Pháp tìm cách du nhập vào nước ta, làm biến chất nhân dân ta. Bá Cha chìm trong cơn nghiện ngập, lúc nằm nghỉ, lúc xử tội A Phổ, hắn đều rít thuốc phiện. Bá Cha đã dùng thần quyền, cường quyền và tiền quyền biến người lao động nghèo khổ trở thành nô lệ không công suốt đời cho hắn. Bản chất ngang ngược, độc địa, vô nhân tính là bản chất của Bá Cha. Điều này góp phần làm tăng tính chân thực của tác phẩm. Cuộc đời của Mị và A Phổ là cuộc đời của những kẻ nô lệ mang thân phận khổ đau, là những nạn nhân tiêu biểu của chế độ dã man khi ấy. Những nhân chứng hùng hồn này đã làm cho độc giả thấy được bộ mặt thật của bọn thống trị miền núi. Bá Cha đã dùng cường quyền hung bạo để đày đọa con người. Hành động cho người bắt Mị về làm con dâu gạt nợ là hành động của kẻ tiểu nhân, xảo quyệt, gian hùng. Từ đây, một đoạn đời đau khổ của Mị được mở ra, quẩn quanh, buồn tẻ, mất đi lòng ham sống. Ở đây, trên danh nghĩa Mị là con dâu nhà Thống Lý Bá Cha giàu có, vợ A Sử, dưới danh nghĩa lại là con ở không công. Mị bị bóc lột sức lao động, bị hành hạ, đánh đập, tước đoạt quyền sống, quyền hạnh phúc vốn có của một con người. Đã bao lần Mị tìm đến cái chết để giải thoát, nhưng rồi lại thôi. Chính vì Mị không còn muốn chết, Mị cũng không còn tưởng đến Mị có thể ăn lá ngón tự tử nữa mới là điều đau đớn. Cha con Thống Lý đã biến Mị trở nên vô tri, mất đi nhận thức về nỗi khổ của mình. Bá Cha đã dùng thần quyền để giam hãm tâm hồn con người. Bắt Mị về, hắn cúng chỉnh con ma. Tiếng nhạc sinh tiền cúng ma đừng dập dờn nhảy múa. Ngoài tấm vách, bất giác người đọc rờn rợn bởi thủ đoạn giam lỏng con người của Thống Lý Bá Cha. Khi Bá Cha cho A Phổ vay tiền để trả nợ cho hắn, thì hắn cũng đốt hương, lầm rầm khấn gọi ma về, nhận mặt người vay nợ.
qua những chi tiết khắc họa hủ tục phong kiến lạc hậu trong truyện, tiếng nhạc sinh tiền, mùi hương khói, những buổi lễ âm u, những nghi thức cầu ma, chồng có quyền trói vợ hàng mấy ngày trong buồng tối, bắt người đàn bà theo đuôi con ngựa nhà chồng quanh năm suốt tháng, đã thể hiện sự am hiểu về phong tục của tác giả, đồng thời cũng phác họa bức tranh thiên nhiên phong tục Tây Bắc nhiều màu sắc, một gam màu u ám ma mị, đậm chất hiện thực. Trong phiên tòa sự kiện vụ án A Phổ đánh con quan, người đọc thấy được bản chất thâm độc hung tợn của bá cha. Ở hầu ngài, cha con bá cha là vua, ai đụng phải cũng đều chịu những hình phạt dã man đau đớn của hắn. Khi A Phổ bị giải về nhà thống lý, A Phổ liên tục bị đánh. Cứ mỗi đợt thống lý hút thuốc phiện xong, A Phổ lại bị người xô đến đánh. Mặt A Phổ sưng lên, môi và đuôi mắt dập chảy máu. Nhà văn hạ bút viết câu văn nhẹ nhàng mà đau xót biết bao. Cứ như thế, suốt chiều, suốt đêm, càng hút càng tỉnh, càng đánh càng chửi, càng hốt. Thống lý bá cha là tên lọc lõi mưu mô, hắn biến A Phổ thành một công cụ hữu hiệu để hắn thống trị hồng ngài một cách dễ dàng. Hình phạt của A Phổ mà hắn đưa ra là nộp cho thống quán 5 đồng, mỗi xéo phải 2 đồng, mỗi người đi gọi các quan làng về 5 hào, mày phải mất tiền mời các quan hút thuốc từ hôm qua đến hôm nay. Mọi lợi lộc đều về phần quan, bá cha chẳng mất gì, còn A Phổ thì phải ở đợi cho hắn đến suốt đời suốt kiếp. Cha con nhà thống lý coi rẻ sinh mạng con người. Ở đây ta thấy được chế độ phong kiến miền núi còn đầy đọa bạo tàn hơn chế độ phong kiến miền xuôi. Cha con bá cha tự trao cho mình cái quyền sinh sát, thì trong tay mình là những con nợ hắn dùng thủ đoạn cướp về. A Sử đánh mị không thương tiếc, A Phổ bị hành hạ dã man, và bao người đã đang và sẽ tiếp tục bị hành hạ như vậy. Cảnh mị bị trói ngay khi mị sắp trở về với cuộc sống bình thường, với chính mình trông thật thảm hại, tay chân đau không cựa được, mị thổn thức nghĩ mình không bằng con ngựa. Cảnh A Phổ bị trói chửa chết và nỗi lo lắng của mị, biết đâu A Phổ chẳng đã trốn được rồi, lúc ấy bố con bá cha sẽ bảo là mị đã cởi trói cho nó, mị liền phải trói thay vào đấy, mị phải chết trên cái cọc ấy. Những chi tiết này đã cho thấy bản chất độc ác, tàn nhẫn, coi rẻ mạng người của thống lý bá cha. Một mạng người trong tay thống lý có thể bị cướp đi bất kỳ lúc nào, cho thấy sự gian hùng, tàn nhẫn của giai cấp thống trị, sự độc ác vô nhân tính của chúng. Bá cha là một nhân vật điển hình, tính cách và bản chất của hắn tiêu biểu cho bọn tay sai, chúa đất phong kiến hoành hành, thống trị miền núi Tây Bắc trước ngày giải phóng. Tô Hoài đã dùng bút pháp hiện thực, ngôn ngữ nhẹ nhàng mà đanh thép, gay gắt để vạch trần tố cáo bộ mặt giả tạo tàn ác của thống lý bá cha, và cũng là bộ mặt của bọn địa chủ phong kiến miền núi. Qua đó giúp ta thấy rõ hơn cuộc sống cùng khổ, bế tắc của đồng bào miền núi, thấy rõ nguồn sức mạnh thôi thúc mị và A Phổ vượt thoát khỏi cuộc sống tối tăm, tìm đến với ánh sáng cách mạng sau này. Hết bài. Chúc em học tốt và thi đạt kết quả cao.